U23 Việt Nam thắng câu lạc bộ Phú Thọ nhưng huấn luyện viên Philippe Chusier vẫn còn nhiều điểm chưa hài lòng ở các học trò. Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên chia sẻ trước buổi tập ngày 15 tháng 3. Đó là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam với câu lạc bộ Phú Thọ sau 2 tuần tập luyện với nhau, vì thế đội còn nhiều điểm chưa tốt. Các thầy sẽ phân tích video và chỉ ra những hạn chế để bọn em rút kinh nghiệm. Ngược lại, đội cũng đã có được những điểm tích cực ở trận đấu vừa qua. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Chusier đã gọi đến 44 cầu thủ lên U23 Việt Nam. Quyết định này tạo nên sức cạnh tranh rất lớn trong nội bộ U23 Việt Nam. Với một người chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển, Vĩnh Nguyên cảm nhận rõ những áp lực. Tôi cảm thấy sự cạnh tranh trong đội U23 Việt Nam rất căng thẳng. Lúc đầu lên có 44 cầu thủ, hiện tại còn 32 người, gồm cả 4 cầu thủ U20 vừa lên hội quân. Dù sức cạnh tranh căng thẳng nhưng tôi thấy mọi thứ đều công bằng, tiền vệ U23 Việt Nam nói. Chung góp cảm nhận với đồng đội, cầu thủ Võ Hoàng Minh Khoa của Bình Dương nói, sau 2 tuần tập luyện, hiện tại tôi thấy huấn luyện viên đòi hỏi khá nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều đó thúc đẩy những người như tôi càng phải tiến bộ nhiều hơn, đều phải đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên. Chuyên môn các cầu thủ trong danh sách tập trung đều tương đồng nhau nên tính cạnh tranh khá cao. Dù còn nhiều điều cần cải thiện nhưng các cầu thủ vẫn khiến huấn luyện viên Chusier có thể hài lòng về một số khía cạnh, một trong số đó là sự tự tin. Được tập luyện với thầy Chusier và các bạn, tôi thấy mình được tiến bộ rất nhiều. Về cơ hội dự Doha Cup, chắc chắn mình phải tự tin để hướng tới mục tiêu của mình. Ở trong đội, các bạn ai cũng tự tin, mạnh mẽ, ai cũng có thể chơi tốt, với triết lý của huấn luyện viên Chusier, cầu thủ Ngô Sĩ Trinh của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Chusier sẽ chốt danh sách 27 cầu thủ có 3 thủ môn dự giải giao hữu Doha Cup. U23 Việt Nam lên đường sang Qatar vào ngày 18 tháng 3. Doha Cup 2023 diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 với sự góp mặt các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Tại đây, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán với U23 Iraq vào ngày 22 tháng 3 và U23 UAE vào ngày 25 tháng 3.